Nhật Phong mến chào tất cả các khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế kiev sẽ không gia tăng cái thỏa thuận về vận chuyển khí đốt từ ở nga qua phía slovakia bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của ukraine sẽ không gia hạn thêm về cái thỏa thuận mà chuyển khí đốt từ phía nga qua tới của Slovakia cho tới sẽ hết hạn vào cuối năm 2024. Thủ tướng của quốc gia này đã lên tiếng và nói với lại thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico trong ngày thứ hai và hai thủ tướng này đã có cuộc nói chuyện ở phía tây của Ukraine theo tường trình của giới chức Ukraine cho biết và trong đó gần như là đôi bên đang tập trung về việc hợp tác các hạ tầng cơ sở, vấn đề an ninh về năng lượng và hỗ trợ cho cái kế hoạch hòa bình tại Ukraine và Ukraine một lần nữa sẽ không tiếp tục à, à, giữ lại cái thỏa thuận về vận chuyển khí đốt từ phía Nga qua phía của Slovakia sau khi nó được khách hạn. Đây là một trong những cái quyết định mới của chính quyền của ông Zelensky đã đưa ra sau khi mà Slovakia một thành viên của NATO và là cũng là thành viên của Liên hiệp Âu châu có đường biên giới chung với lại phía của Ukraine và trong đó gần như là phản đối việc mà Ukraine gia nhập vào Liên minh Nato và trong đó họ vẫn có à, nhập cản rất nhiều những cái nguồn khí đốt thiên nhiên từ phía của à, ng à, Nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đường dây về đường dây nóng giữa Hoa Kỳ, NATO và của Nga vẫn tiếp tục được duy trì và trong lúc mà đang có những đe dọa về nguyên tử. Nga trong ngày thứ ba cho biết là họ vẫn tiếp tục duy trì cái đường dây khẩn cấp với Hoa Kỳ và các quốc gia quân sự trong liên minh NATO, bất kể là đang có những cái nguy hiểm về đe dọa vũ khí nguyên tử và cuộc đối đầu giữa Moscow và khối Tây phương kể từ khi mà chấm dứt chiến tranh lạnh tới bây giờ. Cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi qua tại Ukraine đã bước vào mà cái giới chức của Nga gọi là đang có cái giai đoạn gọi là nguy hiểm khi mà lực lượng của nga đã bắt đầu đối đầu với lực lượng của khối tây phương, đặc biệt là việc mà hoa kỳ có thể cho phép kiev sử dụng các cái hỏa tiễn tầm xa bắn sâu vào lãnh thổ của nga tổng thống của nga là ông vladimir putin vào ngày 12 tây tháng 9 vừa qua nói rằng việc mà khối tây phương cho phép phía của ukraine ta gọi là dùng vũ khí tầm xa bắn sâu vào lãnh thổ của nga có nghĩa là sự can dự trực tiếp của nato vào cuộc chiến này hoa kỳ và liên hiệp âu châu sẽ phải đối đầu với tất cả những cái phản của Nga và trong đó thì à, thứ trưởng bộ ngoại giao của Nga là Alexander Grushko, người được xem là có mối quan hệ với lại phía của Âu Châu và NATO đã nói với một đài truyền hình tại Nga là Nga sẽ tiếp tục các cái uh, liên minh quân sự và gia tăng cái vai trò về vũ khí nguyên tử của họ trong cái chiến lược của họ và phía của Nga ông Grushko cho biết là sẽ nâng cấp và cập nhật tất cả những cái học thuyết về nguyên tử và gửi một dấu hiệu cho thấy là sẽ không có dừng lại trong tất cả những cái khả năng mà Nga nói rằng đe dọa tới cái an ninh quốc phòng của nước Nga. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình của Nga và của Ukraine sau khi mà phía của Nga tuyên bố rằng họ vẫn duy trì các cái đường dây nóng, tức là các cái đường dây khẩn cấp với phía Hoa Kỳ và phía của NATO. Bất kể rằng Tổng thống Nga từng đe dọa là có thể sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử nếu như mà NATO can dự trực tiếp vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, binh sĩ Bắc Hàn dường như đã bị thiệt mạng trong cái việc mà tham chiến tại Ukraine, theo tường trình của phía Nam Hàn cho biết binh sĩ của Bắc Hàn dường như đã chiến đấu bên cạnh binh sĩ của Nga trong chiến trường tại Ukraine và một số người đã bị thiệt mạng và có thể rằng là đã có sự khai triển lực lượng quân sự của Bắc Hàn tại Ukraine theo tường trình Bộ Quốc phòng của Nam Hàn đưa ra vào ngày thứ ba giới truyền thông của Ukraine trước đó đã từng thông báo rằng có ít nhất là sáu viên chức uh, sĩ quan cao cấp của Bắc Hàn đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào khu vực mà Nga chiếm đóng trên vùng Donetsk vào ngày 3 tây tháng 10. Và Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn là Kim Jong Hyun đã nói với các nhà lập pháp trong ngày thứ ba là dường như bản báo cáo này là sự thật và chúng tôi nhìn thấy rõ ràng là dường như đã có binh sĩ của Bắc Hàn can dự vào trong cuộc chiến tại Ukraine và chúng tôi đang diệt xét chuyện này. Phía Bắc Hàn vẫn có thể sẽ gửi thêm các cái lực lượng binh sĩ của họ hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine theo tường trình của Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn đưa ra. Vấn đề này là vấn đề khai triển và dường như rất cao và có thỏa thuận giữa liên minh về quân sự giữa Nga và phía Bắc Hàn. Ông Kim đã cho biết như trên. Cả Nga xin lỗi quý vị, cả Ukraine lẫn Nga à, đã có những cái binh sĩ ở binh sĩ ngoại quốc chiến đấu trong tất cả các cái à, lực lượng binh chủng của họ. Theo tường trình của hãng thông tấn AFP chỉ ra cho thấy là phía Ấn Độ và Nepal cũng đang điều tra về việc mà đã có thuê những công dân của họ để là trở thành binh sĩ của Nga. Và các chuyên gia cho biết rằng hỏa tiễn của Bắc Hàn đã được khai triển tại Ukraine trong lực lượng của Nga và một số một điểm điều mà phía cả Nga, Nga lẫn Bình Nhưỡng đã bác bỏ. Trong khi đó thì phía Nam Hàn cho biết là Bình Nhưỡng đã gửi hàng ngàn cái container về vũ khí cho tới Nga để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine và các quốc gia được xem là có quyền lực về nguyên tử như Bắc Hàn đã công khai về các mối quan hệ quân sự với Moscow trong những năm gần đây. Tổng thống Vladimir Putin đã có một chuyến viếng thăm hiếm hoi tới Bình Nhưỡng hồi tháng 6 và ông ta đã ký hàng loạt các cái thỏa thuận về quốc phòng với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Các nhà phân tích cảnh cáo trong thời gian gần đây, đã có những cuộc thử nghiệm và sản xuất các cái pháo kích cũng như là các cái hỏa tiễn đạn đạo từ phía Bắc Hàn để chuẩn bị cho việc mà gửi qua nước Nga. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ phía Nam Hàn đưa ra cho thấy là có binh sĩ của Bắc Hàn đã tham gia chung với binh sĩ của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donbass. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay nga sẽ bổ nhiệm tân đại sứ của họ tại hoa kỳ đó là bản tin mới nhất điện kremlin trong ngày thứ hai cho biết là tân đại sứ của nga tại hoa kỳ sẽ được bổ nhiệm và bác bỏ cái uh, gọi là sẽ không có việc bổ nhiệm sau khi mà mối quan hệ của washington và của moscow đã xuống tới mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh tới bây giờ và người được bổ nhiệm có tên là anatoly và ông này là người sinh trưởng tại Siberia, 69 tuổi, vốn là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, sẽ là người lãnh đạo cái văn phòng đại sứ của Nga tại Washington từ năm 2017. Và ông ta cho biết trong tháng 7 là cái uh, nhiệm kỳ của ông ta sẽ chấm dứt và trong đó thì phát ngôn viên của điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa lên lịch để mà uh, chấp nhận ông Atonov theo tường trình cho biết và ông đại sứ này uh, có cơ hội sẽ nói chuyện với lại tổng thống trong mỗi một ngày và nếu quay trở lại thì ông Atonov sẽ cố gắng thúc đẩy và giảm đi tất cả những cái mối quan hệ đang căng thẳng giữa Washington và Moscow và ông Peskov cho biết là no, hiện uh, hiện nay thì uh, đại sứ tân đại sứ sẽ được bổ nhiệm và trong thời gian thích hợp. Thời gian gần đây, cuộc đối đầu của Nga và khối Tây Phương trong cuộc chiến tại Ukraine đã dẫn tới tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ của Nga và của Hoa Kỳ. Kể từ cơn khủng hoảng về cái hỏa tiễn Cuba năm 1962, cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi qua đã dẫn tới sự đối đầu trực tiếp của cả Nga lẫn Ukraine. Đó là bản thân liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự Do Thái cho biết họ lại sát hại thêm một viên chức cao cấp của Hezbollah trong cuộc không tập tại Beirut. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Do Thái trong ngày thứ ba nói rằng họ đã sát hại một chỉ huy cao cấp của Hezbollah trong cuộc không tập tại thủ đô Beirut, một ngày sau khi mà đánh dấu đúng một năm cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhắm vào lãnh thổ của Do Thái. Lực lượng quân sự cho biết cuộc không tập đã sát hại được Suha Il, Hesseni, người được xem là chịu trách nhiệm cho tất cả những cái vận chuyển ở hải ngoại, đặc trách về ngân sách và quản lý tất cả những nhóm dân quân. Và nhóm dân quân ở tại Palestine, ở tại giải Gaza vẫn tiếp tục bắn đạn rocket vào Do Thái vào ngày thứ hai trong đó phía lực lượng do thái cho biết họ đã ngăn chặn hầu hết tất cả những cái uh, cuộc và uh, bắn pháo kích của từ từ nhóm dân quân hamas và một năm trước đây thì hamas đã bất ngờ tấn công vào lãnh thổ của do thái sát hại hơn 1.200 người và bắt cóc khoảng 254 con tin và hiện nay họ vẫn giữ khoảng 100 con tin ở tại giải gaza và do thái hiện nay cũng đang có cuộc chiến với lại nhóm hezbollah tại miền nam lebanon và khi mà họ uh, lebanon uh, và nhóm He hezbollah đã bắn đạn rocket vào do thái từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 và trong ngày thứ hai thì giới chức y tế của Lebanon cho biết là cuộc không tập của do thái vào phía nam của quốc gia này đã mở rộng và khiến cho 10 binh sĩ của Hezbollah bị thiệt mạng và ít nhất là có một số những cái cơ sở hạ tầng về quân sự của Hezbollah đã bị à, à, bắn phá và đã bị phá hủy. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của phía do thái đưa ra. Họ lại tiếp tục có những hành động nhắm vào các chỉ huy trưởng các lực lượng quân sự của Hezbollah tại miền nam Lebanon. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, thì lực lượng à, binh sĩ của Do Thái cảnh báo rằng họ sẽ có những chiến dịch ở phía bờ biển của Lebanon. Bản tin mới nhất cho biết, lực lượng quân sự Do Thái trong ngày thứ Hai nói rằng họ sẽ phát động một chiến dịch dưới mặt đất tiến vào bờ biển phía à, nam của Lebanon và trong đó có thể sẽ gia tăng các cuộc chiến nhắm vào Hezbollah và lời cảnh báo cho tất cả những người đi à, giữ ở bờ biển và những người đang nghỉ mát ở các bờ biển là phải tránh xa tất cả những khu vực này kể cả những ngư phủ ở xung quanh khu vực dòng sông có tên gọi là Awali River và lực lượng IDF sẽ có một cái chiến dịch quân sự tại đây nhắm vào các hành động khủng bố của Hezbollah một trong những phát ngôn viên của lực lượng quân sự của Do Thái đã đưa ra cái bản thông báo bằng tiếng Ả Đập và bỏ trên trang Platform X và cho vấn đề an toàn và cũng như là để gìn giữ cho cái vấn đề bờ biển này không bị phá hoại cho tới chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả cả những người đang dĩ mát tại khu vực này, những người đi biển và kể cả giới ngư phủ nên tránh xa những bờ biển xung quanh khu vực của dòng sông Awali bởi vì nó sẽ có cái cuộc đổ bộ của chúng tôi từ ngoài biển trở vào. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của phía Do Thái đưa ra và đây là khu vực biển địa Trung Hải nơi được xem là cả phía của do thái lẫn phía của giải gaza đều có tiếp cận với lại cái mặt biển của địa trung hải và nơi đây được xem là cái nơi đánh dấu gọi là cuộc tấn công mới nhất của do thái có thể đổ bộ trên khu vực này và lời tuyên bố này đưa ra đúng một năm đánh dấu kể từ khi mà hamas tấn công vào lãnh thổ do thái và trong đó thì phía của hezbollah cũng đã tấn công và pháo kích vào lãnh thổ do thái từ ngày 8 tây tháng 10 năm 2023 và do thái cho biết là họ đã bắt đầu đưa lực lượng dưới mặt đất tiến vào lãnh thổ của Lebanon để tiêu diệt các nhóm Hezbollah và trong đó thì họ đã pháo kích ít nhất là 120 cuộc không tập vào ngày thứ hai ở miền nam Hezbollah trong vòng một giờ đồng hồ và sau khi đưa ra lời cảnh báo ở các khu vực ven biển của lebanon thì giới chức quân sự của do thái cho biết là các cư dân ở những khu vực lân cận này nên di tản sớm hơn để tránh tình trạng bị thiệt mạng sau khi mà do thái chuẩn bị mở các cuộc không tập tại khu vực này đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của khu vực trung đông ngày hôm nay dưới sự tấn công ráo riết của do thái ở tại khu vực miền nam lebanon và liên tục có những chỉ huy của họ đã bị sát hại bởi các cuộc không tập này một phó lãnh đạo của nhóm hezbollah đã bắt đầu đưa ra lời kêu gọi có nỗ lực ngưng bắn và lại không nhắc tới cái thỏa thuận ngưng bắn tại giải gaza Bản tin mới nhất cho biết thì phó lãnh đạo của lực lượng Hezbollah là Naim Qasem đã đưa ra lời phát biểu trong ngày thứ ba là phong trào của ông ta ủng hộ cho việc đạt được một thỏa thuận ngưng bắn cho phía của Lebanon. Tuy nhiên lần đầu tiên ông ta lên tiếng điều này và không nhắc nhở gì tới cuộc chiến của Do Thái tại giải Gaza. Ông Qasem cho biết là Hezbollah ủng hộ cho nỗ lực của chủ tịch của quốc hội của um, Lebanon là Nabit Berry, một đồng minh của Hezbollah, để tìm cách ngưng lại các cuộc giao tranh và gia tăng trong những tuần rễ gần đây, khi mà Do Thái đã bắt đầu đưa lực lượng quân sự dưới mặt đất của họ tiến vào phía biên giới của Lebanon để mà sát hại những lãnh đạo hàng đầu của Hezbollah, trong đó bao gồm luôn nhân vật được xem là chủ chốt là Hassan Nasrallah. Chúng tôi ủng hộ cho các hành động chính trị và được dẫn đầu bởi ông Berry là chủ tịch của quốc hội của Lebanon và trong đó chúng ta sẽ tìm cách có được cuộc ngưng bắn ông ông đã phát biểu trong một cuộc phát biểu trên đài truyền hình dài khoảng 30 phút và trong bất cứ trường hợp nào thì việc vấn đề nguyên bắn vẫn được chúng tôi quan tâm tới và các giải pháp về ngoại giao có thể được thực hiện và chúng ta sẽ quyết định và chúng ta sẽ thảo luận về điều này nếu như kẻ thù vẫn tiếp tục cuộc chiến thì đây sẽ là một cuộc chiến mà chúng tôi quyết định và Hezbollah đã bắt đầu bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ do Thái từ một năm trước đây và lãnh đạo của nhóm này trong thời gian gần đây đã bị sát hại liên tục cả nhiều nhân vật đã bị uh, phía do Thái sát hại qua các cuộc không tập của họ và qua Sam dường Nhân đã bắt đầu giảm đi cái uh, giọng điệu của ông ta và sẵn sàng có một cái cuộc gọi là thương thảo về ngoại giao và chính trị để đạt một cái uh, thỏa ước ngưng bắn giữa Hezbollah và phía do Thái tuy nhiên thì uh, lời phát biểu của ông ta đưa ra giữa lúc mà phía do Thái đang đưa lực lượng dưới mặt đất để mà tiến vào Lebanon và chỉ vẫn chưa có dấu hiệu là do Thái sẽ đồng ý một cuộc ngưng bắn với lại Hezbollah đó là bản tin liên quan tới tình tình hình của quốc tế ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, hoa kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận cho những cái mạng lưới network mà hỗ trợ nguồn ngân quỹ cho hamas bộ tài chính hoa kỳ trong ngày thứ hai đã áp dụng thêm lệnh cấm vận với lại một số những đường dây được xem là gây quỹ cho nhóm khủng bố hamas và cáo buộc rằng những kẻ này đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc mà tăng cường cái khả năng tài chính cho nhóm dân quân palestine hoạt động tại giải gaza đánh dấu đúng một năm cuộc chiến tại giải gaza bùng nổ và trong đó để ủng hộ cho hamas thì à, những nhân vật gồm có hamid abdullah hossen Al Ama, một công dân của Yemen sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và cùng với chín người có cái mối làm ăn thương mại với ông ta đã bị nêu danh bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ và sẽ bị cấm vận trừng phạt kinh tế. Vai trò của những người này rất quan trọng trong việc mà có cái gây quỹ và hỗ trợ tài chính ngoại vi cho phía của Hamas và trong đó gần như họ đổi lốt là những tổ chức về thiện nguyện và cuối cùng thì họ cung cấp tài chính cho các hoạt động khủng bố của Hamas. Bộ uh, Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra bản thông cáo như trên. Loan báo này đưa ra đúng một năm kể từ khi mà phía của Hamas đã tấn công vào lãnh thổ do Thái ngày 7 tây tháng 10 năm ngoái khiến cho 1.200 người bị thiệt mạng, 254 người đã bị bắt bắt cóc làm con tin và từ cuộc chiến này nó đã có hai mặt trận mà Do Thái phải đối diện. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là bà Janet Yellen trong bản statement đưa ra, nói rằng bộ của Tài chánh của bà vẫn tiếp tục có những cái hành động giới hạn tất cả những hoạt động của Hamas, đặc biệt là những tổ chức vệ tinh do Iran hỗ trợ trong các chiến dịch tài chánh để thực hiện các cái hành động bạo động. Và bộ Tài chánh sẽ tiếp tục sử dụng tất cả những công cụ của chúng tôi để mà phong tỏa tất cả những cái nguồn tài chánh của Hamas buộc họ phải chịu trách nhiệm, bao gồm luôn cả những cá nhân và những tổ chức nào ở tại Trung Đông mà hỗ trợ cho Hamas. Đây được xem là lệnh cấm vận mới nhất của phía Hoa Kỳ nhắm vào phía của một số cá nhân ở tại thổ nhĩ kỳ và một số quốc gia tại Trung Đông đã có hành động gây quỹ và hỗ trợ cho lực lượng khủng bố Hamas tại giải Gaza. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Philippines đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân với các đồng minh ở khu vực giữa lúc mà đang có sự căng thẳng với Trung Quốc. Bản tin từ Subic Bay cho biết thì lực lượng vũ trang của Philippines cùng với Hoa Kỳ và bốn quốc gia khác sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân của họ nằm ở bờ biển luzon phía bắc của philippines đối diện với đảo quốc đài loan giữa lúc mà đang có sự căng thẳng với trung quốc cuộc tập trận này có tên gọi là sama sama có nghĩa là đứng chung tức là đoàn kết trong năm nay và trong đó bao gồm hàng ngàn binh sĩ của các quốc gia đến từ nước úc Canada, Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Philippines được xem là cuộc tập trận à, trong đó bao gồm luôn cả cuộc tập trận chống tìm thủy đỉnh và các cuộc tập trận gọi là anti sunfest tức là chống ở trên mặt biển và chống ở trên không. Lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng hải quân Hoa Kỳ với lại phó đề đốc có tên là Tok Simikata nói với các thông tin viên tại cái bến cảng Subic B nó ở phía tây của phía Manila trong đó nói rằng việc xây dựng đối tác với các đồng minh quan trọng để tăng cường cái khả năng ảnh hưởng kiềm chế và ông nói rằng cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào tuy nhiên thì cuộc tập trận này dường như là nhắm vào cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc và ông Shimikata lên tiếng nói rằng đây là cuộc tập trận không nhắm vào một quốc gia nào và chúng tôi thực tập tất cả những cái tiêu chuẩn cần thiết cho các quốc gia đồng minh và đối tác cuộc tập trận kéo dài 9 ngày sẽ đưa các uh, lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và chiếc uh, khu trục hạm có tên gọi là Alex uh, Barker Class, uh, chiếc USS World cùng với lại chiếc kinh hạm của Canada là XMCF Vancouver uh, và chiếc uh, uh, trực thăng của Canada là CF 148 và cùng với lại uh, chiếc uh, gọi là uh, vận dương hạm của phía Nhật Bản có tên gọi là Foxing Yawa uh, USU và chiếc hàng không mẫu hạm mini của phía Nhật Bản là chiếc Kawasaki P1 sẽ tham gia vào cuộc tập trận này cùng với một số những các chiến đấu cơ và tàu chiến bên cạnh ở các lực lượng của Philippines. Cuộc tập trận này diễn ra chỉ hơn một tuần lễ sau khi mà lực lượng cộng sản Trung Quốc cho biết là họ đã bắt đầu có cuộc tập trận trên không và trên mặt biển trong khu vực tranh chấp trên quần đảo Trường Sa và trong đó đang có sự căng thẳng giữa phía Philippines và phía Trung Quốc và Trung Quốc cho rằng đây là cái khu vực được xem là lãnh hải của họ trong sau khi đó thì khu vực quần đảo Trường Sa là nơi tranh chấp về chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đồng thời gần như là cả Philippines đã có sự thắt chặt các mối quan hệ về an ninh và quốc phòng với lại phía của Hoa Kỳ. Vào tháng trước thì Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tập trận cùng với lại Úc, Nhật Bản và Philippines và lần đầu tiên thì New Zealand đã tham gia vào cuộc tập trận ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines để cải thiện các mối quan hệ hợp tác về an ninh hàng hải và Washington cho biết rằng là họ sẽ có cuộc tập trận này kéo dài 9 ngày và đây là cuộc tập trận mới nhất mà Hoa Kỳ đã cùng với các quốc gia đồng minh tập trận ở phía bắc của Philippines thuộc khu vực ở Luzon nằm đối diện với đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, một bản báo cáo của đài truyền hình CBC từ phía Canada cho biết là Canada có thể giúp quân bình về cái sự căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông. Các chuyên gia đã đưa ra ý kiến gì trên thủ tướng của canada ông justin trudeau đã mở ra trong tuần này một hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo ở khu vực tại lào và gia tăng nỗ lực của canada là giúp cho các quốc gia ở khu vực đông nam á đang gia tăng đối diện với sự đe dọa từ trung quốc các chuyên gia cho biết như trên và các quốc gia đông nam á muốn rằng họ muốn chặn trung quốc trong việc mà sử dụng tất cả các lực lượng hải quân lực lượng hải giám và kể cả lực lượng gọi là dân quân ngư phủ của họ tìm cách bức hại những quốc gia đang có tranh chấp trong khu vực và họ cần có sự bảo vệ mạnh mẽ hơn từ các cuộc đe dọa không gian mạng theo tường trình của Stephen Nagy được xem là một viên chức cao cấp của viện nghiên cứu đặc trách về Indo-Pacific ở Canada cho biết như trên và không một quốc gia nào ở khu vực muốn có sự gia tăng về căng thẳng an ninh ở khu vực tuy nhiên họ muốn có đủ khả năng để có thể đối phó với những thách thức mà được gây ra từ phía của Trung Quốc Nagi đã cho biết như trên và trong ngày thứ năm thì ông Justin Trudeau đã bắt đầu cuộc đối thoại hai ngày với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là khối ASEAN trong đó bao gồm luôn cả Malaysia Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan, uh, Brunei, Việt Nam, Lào, Miến Điện và Campuchia và khối ASEAN dường như là một cái khối đặc trách về mức tăng trưởng kinh tế cổ võ cho hòa bình và ổn định. Tuy nhiên thì cái quy tắc của họ đã cản trở rất nhiều những chuyện này và cuộc hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Lào giữa lúc mà đang có căng thẳng trên biển Đông, đặc biệt là việc mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là có những quy hiếp đối với Philippines và Trung Quốc đã sử dụng những cái kỹ thuật gọi là hai theo tường trình của Nagi cho biết, trong đó bao gồm luôn phát triển lực lượng tuần duyên và các tàu dân quân ngư phủ của họ, tức là bán quân sự của họ để áp lực Philippines và khuya của cộng sản Việt Nam là phải dời tất cả những cái trạm đóng quân hoặc là những cái sự hiện diện của họ trên khu vực đặc quyền kinh tế của hai quốc gia này và đây được xem là một trong những cái chính sách mà nói rằng Canada có thể giúp quân bình về cái sự hiện diện của Trung Quốc và sự bức hại của Trung Quốc đối với lại các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã bắn vệ tinh lên trên khu vực vùng đặc quyền à, sẽ gọi là vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào ngày 10 tây tháng 10 đúng ngày lễ quốc khánh của Đài Loan Bộ Quốc phòng Đài Loan trong ngày thứ ba loan báo rằng Trung Quốc sẽ cho bắn một cái vệ tinh lên khu vực gọi là vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong vòng hai ngày. Thông báo này được đưa ra giữa lúc mà Trung Quốc đang có một cái chiến dịch đưa một cái vệ tinh à, gọi là SLV từ ở cái à, căn cứ phóng vệ tinh của họ là Sijian Satellite Love Center nằm ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày thứ năm đúng ngày 10 tây tháng 10, ngày lễ quốc khánh của Đài Loan. Trong lúc mà phía bộ này lên tiếng cho biết là cái à, vệ tinh này sẽ băng ngang qua cái khu vực vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và tiến về phía đông của và và phía tây của bờ biển Thái Bình Dương và trong ngày 9 tây tháng 1 thì cái vệ tinh SLV của Trung Quốc cũng đã vượt qua cái mức tiêu chuẩn về và băng ngang qua cái không phận của Đài Loan và trong đó thì phía bộ quốc phòng Đài Loan đã đưa ra một cái bản báo động về phủ tổng thống sau khi mà có cái kịch bản và đã có một cái vệ tinh Trung Quốc bay ngang qua không phận của Đài Loan cũng một lượt thì Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã thai phát hiện 12 chiếc máy bay quân sự và một số tàu chiến xung quanh đảo quốc Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ hai cho tới 6 giờ sáng ngày thứ ba trong đó bao gồm một số những cái chiến đấu cơ và một số những cái tàu chiến của Cộng sản Trung Quốc đã băng ngang qua eo biển Đài Loan và xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của phía Đài Loan đưa ra. Cùng một lượt thì Thủ tướng Đài Loan thúc giục Trung Quốc là giới hạn các cuộc tập trận gọi là John Shaw 2024B là để đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Thủ tướng của Đài Loan, ông Cho Chung Thai đã lên tiếng thúc giục Cộng sản Trung Quốc là giới hạn các cuộc tập trận sau khi mà Bắc Kinh chuẩn bị có một cái cuộc tập trận mới đúng ngày lễ quốc khánh của Đài Loan, ngày 10 tây tháng 10. Từ ngày từ 23 cho tới 24 tây tháng 5, thì Bắc Kinh đã phát động một cuộc tập trận lớn xung quanh đảo quốc Đài Loan, gọi là John Show 2024E, ngay sau khi mà ông Lai Chiên Tê đã nhận lễ nhận chức ngày 20 tây tháng 5. Và bây giờ thì à, sắp sửa tới ngày lễ quốc khánh của Đài Loan, Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng cái uh, cuộc tập trận gọi là Joint Show 2024 B để đe dọa tới lời phát biểu của ông Lai Chinh te tân tổng thống của Đài Loan trong bài diễn văn của ông đánh dấu ngày lễ quốc khánh lập quốc của Đài Loan 113 năm. Đây là lời phát biểu của ông trước đây vài ngày và ông cho rằng là Trung Hoa Dân Quốc đã được thành lập trước khi đảng Cộng sản ra đời tại Trung Quốc và có cái nền móng lâu đời hơn. Do đó thì không thể nào đảng Cộng sản Trung Quốc có thể quản trị đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những lời thông báo mới nhất và trong đó thì Trung Quốc có thể sẽ có cuộc tập trận mới nhất của họ đúng vào ngày lễ quốc khánh của Đài Loan, ngày 10 tây tháng 10. Đó là một trong những cái lời cáo buộc của phía Đài Loan đã đưa ra và kêu gọi phía Trung Quốc phải tự chế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay sau khi mà nghị viện Âu Châu đã bỏ phiếu cho việc đánh thuế vào mặt hàng xe điện của Trung Quốc, Bắc Kinh đã bắt đầu nhắm vào kỹ nghệ trụ của uh, của Âu Châu với cuộc điều tra mở rộng về việc bán phá giá và các công ty Mattel, Rima Martin và Hennessy sẽ nằm trong một tiêu là bị giám sát chặt chẽ bởi cộng sản trung quốc và họ có thể đánh thuế hoặc trừng phạt kinh tế đối với lại các công ty này sau khi mà liên hiệp âu châu đã cho tăng thuế đối với kỹ nghệ xe điện của trung quốc trung quốc lan báo là họ sẽ mở một cái cuộc điều tra về phá giá trong tất cả những cái rượu xuất cảng từ âu châu từ ngày thứ sáu một biến chuyển mà liên hiệp âu châu dự tính là sẽ thách thức cái ca cái, cái cho trả đũa này của Trung Quốc tại WTO, tức là Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, vài ngày sau khi Brussels đã bỏ phiếu và chấp thuận việc tăng thuế đối với các mặt hàng xe điện do Trung Quốc sản xuất và với sự hỗ trợ của chính quyền Cộng sản. Thêm vào đó, Trung Quốc đưa dấu hiệu cho thấy là họ sẽ đánh thuế vào các xe nhập cảng từ Âu Châu để bảo vệ cho cái gọi là kỹ nghệ và các công ty tại Trung Quốc, theo tường trình của Bộ Ngoài, Thương mại Trung Quốc đã đưa ra trong một bản statement, đồng thời trả đũa về việc mà Âu Châu đã có những cái hành động điều tra về tất cả những cái mặt hàng xuất cảng một cách quá tải của Trung Quốc trong đó họ đã nhắm vào việc mà gọi là điều tra về việc xuất cảng à, thịt heo cũng như là các cái sản phẩm về sữa của Âu Châu đưa vào thị trường Trung Quốc cùng một lượt Trung Quốc sẽ tăng thuế nhắm vào các cái hệ thống được xem là xe chạy bằng các cái động cơ Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra và đối với ngành rượu thì à, họ nói rằng sẽ có những cái truy tố và sẽ apply những cái an ninh và vấn đề liên quan tới ít nhất là những cái loại rượu mà của Âu châu đã xuất cản vào thị trường của Trung Quốc. Trong đó thì họ cho biết là cái mức mà đánh thuế vào rượu của Âu châu là khoảng từ 30.6% cho tới 30.1% và riêng hãng Remy Martin đã bị phải đóng thuế lên tới 39%. Đây được xem là một trong những cái chính sách trả đũa của Trung Quốc và quý hội Âu châu nói rằng họ sẽ thách thức cái cái cuộc điều tra và đánh thuế này và của Trung Quốc với lại tổ chức mậu dịch thế giới và nói rằng họ sẵn sàng có thêm những cái cuộc đối đầu mới nhất về kinh tế đối với trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của âu châu và trung quốc và trong một bài báo mới nhất trên đài truyền hình BBC đặt câu hỏi liệu lực lượng cộng sản Trung Quốc có mặt một cách vĩnh viễn trên cái căn cứ quân sự tại Campuchia hay không. Bản tin mới nhất cho biết các hình ảnh từ vệ tinh chụp xuống trong một năm qua tại cái căn cứ Naval Base của à, Campuchia đã xác nhận về sự e ngại của Washington là Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng cái mạng lưới quân sự của họ, đặc biệt là khu vực ở không những là ở trên quần đảo Trường Sa mà ngay cả khu vực vùng vịnh Thái Lan và trong đó họ nhìn thấy được những chiếc khinh hạm E-56 của Hải quân Trung Quốc nặng 1.500 tấn đã được đậu ở đây khá lâu và chính quyền Campuchia vẫn bác bỏ các tất cả những cái uh, lời nghi vấn của phía Washington cho rằng là có sự hiện diện một cách vĩnh viễn của quân đội Cộng sản Trung Quốc ngay trên lãnh thổ của Campuchia đặc biệt là cái bến cảng hải quân mà bến cảng này trước ngày xưa được Hoa Kỳ xây dựng và sau đó thì Campuchia đã cho phá hủy và mời Trung Quốc vào xây dựng và tái xây dựng bến cảng này và giờ đây thì phía của Đài BBC đã đặt câu hỏi liệu là Trung Quốc có một cái căn cứ quân sự vĩnh viễn tại Campuchia và trên cái căn cứ quân sự này không mặc dù phía Campuchia đã bác bỏ tuy nhiên thì xưa trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành động diều hâu trên Biển Đông gây e ngại cho tất cả những quốc gia tại khu vực có tranh chấp chủ quyền. Và giờ đây thì các tàu hải quân Trung Quốc hiện diện ở trên bến cảng tại Campuchia đang đe dọa cái bước quân sự của Trung Quốc sẽ phát triển qua khu vực vùng Vịnh Thái Lan, đe dọa tới cả Việt Nam lẫn phía của Thái Lan. Trong khi đó thì Trung Quốc trên quy tắc họ chỉ có một cái căn cứ quân sự duy nhất ở bên ngoài nước Trung Quốc là tại Phi Châu thuộc cái quốc gia gọi là Djibouti mà, mà họ đã đặt là căn cứ quân sự này từ năm 2016, Hoa Kỳ trong đó thì họ nói rằng là khu vực này có khoảng 750 binh sĩ của Trung Quốc trú đóng và điều này có thể sẽ dẫn tới một cái sự mất quân bình quân sự tại khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương. Khi Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng mạng lưới quân sự của họ, có nhiều trạm trú đóng ở trên quần đảo Trường Sa lẫn Hoàng Sa và giờ đây họ đang tiến dần xuống vùng vịnh Thái Lan, gây e ngại cho những quốc gia tại Đông Nam Á. Đó là một trong những bài báo mà BBC đã đăng ra trong ngày hôm nay. Cùng một lượt, hai công dân Trung Quốc đã bị kết án tù về tội lừa gạt liên quan tới những sản phẩm của công ty Apple trị giá 2.5 triệu Mỹ Kim và liên quan tới iPhone của Apple. Bản tin mới nhất cho biết, hai công dân Trung Quốc sinh sống tại tiểu bang Maryland đã bị kết án tù về tội lừa gạt liên quan tới những sản phẩm của Apple và cái iPhone của Apple trị giá lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Hai người này có tên là Shen Haoshan 34 tuổi đến từ Baltimore đã bị kết án 57 tháng tù và 3 năm quản chế. Ông ta được lệnh là phải bồi thường cho công ty Apple là 1.07 triệu Mỹ kim và tiền phạt là 53.610 Mỹ kim. Người thứ hai là Su Penfei 34 tuổi đến từ Germantown đã bị kết án 54 tháng tù và 3 năm quản chế. Ông ta được lệnh phải chi trả lại cho cái bồi thường cho Apple 397.800 Mỹ kim và tiền phạt lên tới 19.890 Mỹ kim và theo tường trình của các cái tập tài liệu trong tòa án, hai người đàn ông này đã âm mưu và sử dụng tất cả những cái sản phẩm giả của Apple trong vòng một năm qua và họ đã sử dụng tất cả những cái sản phẩm giả và những cái sản phẩm được xem là iPhone của Apple mà được à, sửa chữa lại để mà tung ra thị trường bán. đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới những cái hoạt động của công dân Trung Quốc tại à, khu vực của à, Hoa Kỳ và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình á châu ngày hôm nay lần đầu tiên cộng sản việt nam và philippines đã phản đối những cái cuộc tấn công và à, sách nhiễu đối với giới ngư phủ của họ trên khu vực biển đông ở khu vực à, quần đảo trường sa bản tin cho biết thì chính quyền cộng sản việt nam trong ngày hai tây đã tái nhắc lại về lực lượng công lực và lực lượng hải giám của trung quốc đã đánh đập một số ngư phủ của việt nam và tịch thu các cái dụng cụ trên tàu của họ tại quần đảo hoàng sa ba ngày trước cái ngày hai ngày hai mươi tây tháng 9 và phía cộng sản việt nam đã chính thức lên tiếng phản đối cộng sản trung quốc trong cái ngày 4 tây tháng 10 khi mà chính quyền của Philippines đã đưa ra bản statement và lên án lực lượng của Trung Quốc đã có một cuộc tấn công vô lý nhắm vào các ngư phủ Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa được xem là có rất nhiều những căn cứ quân sự của Trung Quốc trải dài từ đảo Hải Nam tới quần đảo Hoàng Sa. Nơi đây được xem là chủ quyền của Việt Nam trước năm 1974 và sau đó bị Trung Quốc đánh chiếm sau khi mà Việt Nam đang có cuộc nội chiến ở bên trong. Và cả hai quốc gia này đã, đã chính thức đưa ra những cái văn bản chung để mà phản đối hành động diều hâu và bức hại của Cộng sản Trung Quốc trên khu vực biển tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa lẫn quần đảo Trường Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong ra, à chưa bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần gọi là đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được cảm ơn sự bảo trợ của công ty điện tử Teletron đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có những cái thiết bị điện tử nổi tiếng của Nam hàng, các cái giường nệm chống đau lưng nổi tiếng của Ý hoặc là các ghế massage của Nhật Bản, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại là 1877-892-6999. 1-877-892-6999 hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com teletronusa.com để biết thêm chi tiết và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ như thế lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận của quý vị nha. Rồi tiếp tục à, bước qua cái đầu comment này. Hezbollah chọn giải pháp hòa bình với Do Thái là sự không kéo. Nên đối đầu với Do Thái Hezbollah sẽ thất bại họ... À họ không khỏe thì do thái sẽ giật sập cả chế độ thật sự hezbollah chỉ là một cái phong trào và một nhóm du kích quân lực lượng quân sự thôi họ không có chế độ nào ở lebanon cả lebanon là do người lebanon làm chủ và họ trú đóng ở miền nam lebanon ở một số những cái xào huyệt đó là điều thứ nhất điều thứ hai tất cả những chỉ huy của hezbollah liên tục bị do thái sát hại qua các cuộc không tập điều này làm cho họ lo sợ và bây giờ họ mới đề nghị giải pháp gọi là ngưng bắn nhưng chưa chắc cho Thái đồng ý. Bởi vì đây là cơ hội tiêu diệt Hezbollah, một trong những vệ tinh quan trọng của Iran. Hezbollah có mặt tại miền Nam Lebanon, có mặt tại Syria, do đó họ vẫn liên tục tấn công vào do Thái, đừng coi họ là một chế độ, họ chưa đủ tư cách là một chế độ đâu. Nhà Biden lấy tiền ở đâu ra mà đòi bù cho do Thái để lấy hòa bình Trung Đông hành Phong? Thứ nhất là cái ngân sách của hạ viện đã thông qua thì ông ta có thể bớt tiền ở một số nơi khác ở bên bộ phòng để cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho phía của Do Thái. Đây là đề nghị của Joe Biden. Và lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy một ông tổng thống Mỹ mà yếu hèn tới mức như vậy, không dám đụng tới Iran. Và đổi lại là Do Thái không tấn công vào những cái chỗ được xem là nhạy cảm của Iran. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi bất ngờ vô cùng khi mà giới chức của Joe Biden đề nghị là sẽ tăng cường cái việc hỗ trợ ngoại giao cho Do Thái trên chính trường quốc tế cộng với lại tăng cường hỗ trợ quân sự. Thì quý vị, để đổi lại việc không tấn công vào các vị trí quan trọng của Iran, đây là một cái hành động tôi nói là rất tệ hại trong tất cả các đời Tổng thống Hoa Kỳ. Phải nói là một hành động rất tệ hại và tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh mà phải uh, tìm đủ mọi cách để cản trở Do Thái tấn công Iran. Ok. Rồi tiếp tục. À, lướt qua một số cái đọc rồi nha tàu chiến của Úc nhiều không anh theo số lần tập trận của Úc là ít như vậy. Họ không tập trận ít, lúc nào tập trận với Hoa Kỳ cũng đông đủ cả. Còn số lượng tàu chiến của Úc thì tôi không coi con số, tôi chưa biết được. Tuy nhiên thì hiện nay họ đang có một cái hiệp ước gọi là Liên minh AUKUS là giữa Anh, Úc và Hoa Kỳ. Trong đó thứ nhất là Hoa Kỳ sẽ cung cấp tiềm thủy đỉnh nguyên tử cho phía của Úc và thứ hai sẽ lập công xưởng sản xuất tiềm thủy đỉnh nguyên tử ngay trên nước Úc với cái kỹ thuật của Anh và của Hoa Kỳ. Thì cái điều này chúng ta biết thôi, còn Úc thì tập trận rất nhiều, từ ở khu vực ở Nam Thái Bình Dương qua tới khu vực của Biển Đông. Úc vẫn liên tục có mặt tập trận với lại Hoa Kỳ và kể cả Đông Bắc Á. Tức là tập trận với Nhật và Nam Hàn cũng có mặt của nước Úc luôn. Ở đâu ra nói là nước Úc ít tập trận. Bất kỳ một cuộc tập trận nào của Hoa Kỳ và các đồng minh tại Á Châu đều có mặt của nước Úc hết nha. Rồi tiếp tục. Wow, à lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị vùng màu xám mà trung cộng dùng trên biển đông bắn vòi đồng có cách nào đáp trả không anh phong vấn đề ở chỗ là hoa kỳ đã sẵn sàng còn các quốc gia ở khu vực có dám đáp trả hay không là tùy thuộc đó họ và riêng philippines họ có đồng ý yêu cầu hoa kỳ giúp cho họ hay không thì hoa kỳ sẽ ra tay còn bây giờ nếu mà họ không lên tiếng thì chịu thôi họ không lên tiếng thì chịu thôi tại vì Chính bản thân quốc gia đó không phản ứng thì làm sao mà Hoa Kỳ lên tiếng được? Ít nhất là Philippines. Họ nói, ô, oh, chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ đi tuần tra với chúng tôi. Thì lúc đó tình hình khác đi. Mặc dù kích hoạt lại cái hiệp ước năm 1951, nhưng vẫn phải là phần chủ động ở phía Philippines nhiều hơn. Ok. <laughs> Trung Quốc đâu phải là thành viên của WTO đâu mà kiện thực hành phong. Ai nói Trung Quốc không phải? Trung Quốc là thành viên của WTO. Ai nói không phải, có điều là chưa phải là thành viên toàn diện. Bởi vì họ chưa đáp ứng được yêu cầu của WTO thôi. Ok? Trung Quốc đã là thành viên của WTO trước cả Cộng sản Việt Nam nữa. Đáng lý Cộng sản Việt Nam gia nhập trước. Nhưng mà cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu cộng với sự hù dọa của Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam lui lại. Rồi cuối cùng là Trung Quốc vào trước năm 2001. Rồi sau đó Cộng sản Việt Nam mới xin gia nhập vào WTO ai nói rằng là Trung Quốc không phải là thành viên của WTO họ là thành viên nhưng mà là thành viên giới hạn tức là limited thôi tại vì họ không đáp ứng đúng cái uh, tiêu chuẩn của WTO nha yeah. rồi tiếp tục à phím quân Pakistan liên tục tấn công Trung Cộng anh nghĩ sẽ ảnh hưởng vào đai và con con của Trung Cộng hay không vấn đề tùy thuộc vào cái chính quyền uh, của Pakistan họ có ngưng lại hay không Bây giờ Pakistan được xem là cái quốc gia được Trung Quốc đầu tư nhiều nhất và một vành đai một con đường tại khu vực Trung Á và Nam Á. Tấn công tấn công thì chính quyền của Pakistan vẫn phải căng chặn thôi. Vấn đề ở chỗ là cái chính quyền Pakistan có thay đổi quan điểm hay không? Chứ các cuộc tấn công của du kích không ảnh hưởng gì cả. Không ảnh hưởng gì cả mà lạng quạng còn mở đường cho Pakistan, cái chính quyền bây giờ cho quân đội Trung Quốc vào trấn áp các lực lượng phiến quân luôn. Ok anh nghĩ do thái sẽ tiếp tục tấn công hezbollah cho dù nhóm khủng bố này muốn đình chiến đang đa, đang tấn công ngay bây giờ tôi nói chuyện với quý vị thì các cuộc dỡ bom vẫn đang diễn ra và tối ngày hôm qua thì họ thông báo đó họ lại sát hại thêm một chỉ huy trưởng của hezbollah nữa và ngay bây giờ tôi đang nói chuyện với quý vị các cuộc không tập vẫn đang diễn ra và lực lượng dưới mặt đất của họ đang tiến vào miền nam lebanon và sắp sửa tiến vào từ cửa biển tức là từ biển đi trung hải luôn họ đã quăng thông báo ra rồi họ đâu có dừng lại đâu đúng không rồi ngày mai thì ông uh, bộ trưởng quốc phòng của Do Thái là ông Joab Galan cũng sẽ có mặt tại Washington để mà thảo luận với lại ông Lloyd Austin nha. Rồi tiếp tục. Okay. Không xử Iran lúc này coi như vĩnh viễn khi họ đã rối như tơ vò từ lúc đồng minh Nga cũng đã đang suy yếu. Tôi nghĩ đây là cái giai đoạn thích hợp để mà làm ít nhất là suy yếu cái lực lượng quân sự của Iran tôi chưa dám nói tới cuộc tấn công này có thể dẫn tới sụp đổ chế độ của iran nhưng ít nhất nó sẽ làm suy yếu cái lực lượng quân sự của iran và lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái hệ thống vũ khí mà iran khoe khoang từ trước bây giờ là nó có hữu hiệu hay không họ khoe khoang rất nhiều những cái hỏa tiễn những cái vệ tinh rồi những cái drone của họ thì bây giờ đến lúc mà họ phải sử dụng tất cả những cái hệ thống này phòng thủ đây thì chúng ta sẽ thấy được cái mạng lưới phòng thủ của họ tới mức độ nào. Và thứ hai, mục tiêu của Do Thái là làm suy yếu lực lượng quân sự của Iran để họ không đủ sức đe dọa tới Do Thái. Ok. Rồi, tiếp tục. À. Do Thái hỗ trợ hệ thống phòng công cho Ukraine, anh nghĩ họ đáp trả Nga vụ uh, vũ khí cho họ Houthi không? Một phần là như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ, ông Zelensky là gốc Do Thái ông Zelensky là gốc do Thái thì bây giờ do Thái cùng với đồng minh hỗ trợ cho phía của Ukraine có điều là lần này Ukraine đòi hỏi những cái loại vũ khí tối tân hơn thì họ sẵn sàng cấp thôi chứ còn họ cũng đã hỗ trợ cho phía của của Ukraine ngay từ ngày đầu rồi và quyết định của anh ông Zelensky là gốc do Thái do đó thì bắt buộc là do Thái phải đứng về phía đồng minh rồi nha rồi à. Anh Phong nghĩ do Thái trả đũa mạnh không ạ? À? Mạnh thì chắc chắn mạnh, nhưng mà cái mức độ và cái cách trả đũa như thế nào, họ sẽ đưa chiến đấu cơ dội bom vào các vị trí quan trọng của Iran, trong đó gồm có các mỏ dầu và các lò nguyên tử, rồi dùng chiến đấu cơ dội bom xuống hoặc là dùng hỏa tiễn bắn, hay mạng lưới tình báo Mossad sẽ đặt chất nổ và cho nổ những nơi này, ngay trong lòng của Iran luôn. Thì chưa biết. Nhưng mà chắc chắn cuộc trả đũa sẽ diễn ra đó. Có điều là chúng ta chưa biết họ dùng phương pháp nào thôi. Và ngay cả, quý vị, lần đầu tiên nhà lãnh đạo của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei phải dời chỗ của ông ta tới một chỗ an toàn hơn. Có nghĩa là chính bản thân của ông ta cũng sợ cơ quan tình báo Mossad Do Thái biết được cái vị trí của ông ta sẽ có những cuộc tấn công bất ngờ. Do đó, tới giờ phút này tôi không biết là Do Thái sẽ dùng phương pháp nào để trả đũa nhưng chuyện này không tránh khỏi và mục tiêu tấn công là những chỗ nào chúng ta vẫn chưa biết, do Thái vẫn chưa tiết lộ. Ok. Rồi tiếp tục. À lướt qua một số cái rồi đọc rồi nha. Do Thái dùng nắm đấm, đấm thật mạnh. Ok. Thật sự quý vị, phía của Do Thái lần này nét Tan Nét Tan đi một cái bước rất mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng cái bước mạnh mẽ này là cái giải pháp mới nhất để mà ổn định hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Xưa nay chúng ta cứ đi theo cái giải pháp gọi là mua hòa bình một thời gian ngắn. Và suốt ngày cứ bô bô trên cái miệng là à, chúng tôi ủng hộ cái giải pháp một vùng quốc một vùng lãnh thổ hai quốc gia. Nhưng mà rõ ràng cái giải pháp này thất bại. Do đó lần này ông Netanyahu đi một cái phương pháp mạnh bạo hơn là tiêu diệt luôn các cái nhóm hồi giáo cực đoan này. Tiêu diệt luôn. Không còn nhân nhượng, không còn à, gọi là thỏa hiệp nữa. Thì hy vọng rằng cái bước này nó sẽ là cái bước đã kiến tạo hòa bình lâu dài hơn so với mỗi mỗi lần trước. Cứ thỏa hiệp được vài năm là bùng nổ, thỏa hiệp vài năm là bùng nổ. Thì tôi nghĩ rằng lần này do Thái đi cái chiến lược mạnh mẽ hơn nha. Không dám để Israel đánh Iran mà lại sẵn sàng à, à sao nghe thấy mâu thuẫn vậy anh. Thì quý vị đi hỏi Joe Biden đó là không cản được nhưng bây giờ giới hạn không muốn Do Thái tấn công vào những vị trí nhạy cảm. Thì rõ ràng là Joe Biden đang tìm cách gọi là tránh cho cuộc chiến này mở rộng và đồng thời tránh cho cuộc chiến này gây ảnh hưởng tới Kamala Harris. Tại cuộc chiến này mà Do Thái tấn công rồi đó quý vị, Iran phản ứng là coi như cuộc chiến chính thức đó. Và cuộc chiến chính thức này nó sẽ tác động vào cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và nó sẽ khiến cho Kamala Harris bị bị bị, bị mất điểm nhiều hơn. Bởi vì cộng đồng Ả Rập và Hồi giáo sẽ rút lui. Họ sẽ không hỗ trợ cho bà ta nữa. Đây là một trong những cái mà châu bên sợ đó. nha Rồi tiếp tục. Wow lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. À. Trung quân bắn vệ tinh vào địa phận của Đài Loan. Đài Loan có phản ứng gì không anh? No. Cái này không phải địa phận. Cũng không phải không phận của Đài Loan. Mà vùng nhận dạng phòng không. Tức là nằm ngoài 200 hải lý nó gọi là vùng nhận dạng phòng không thôi thì cái này nó nó đâu có xâm phạm vào cái không phận của đài loan đâu Nhưng mà đài loan báo rằng là cái vệ tinh này nó bắn từ ở khu vực tứ xuyên và nó sẽ bay ngang qua cái vùng nhận dạng phòng không của đài loan thì cái đó là đài loan cảnh báo nha mỹ cản trở do thái vì vật rộng hai cuộc chiến à, trung sợ trung quốc tranh thủ tấn công đài loan thì không kham nổi không phải mỹ mỹ cương quyết ủng hộ cho đài loan chỉ là joe biden trong vai trò là tổng thống hành pháp thôi chứ toàn bộ quốc hội đảng cộng hòa và nhiều thành viên của đảng dân chủ đều ủng hộ cho do thái đâu cản trở đâu thậm chí họ còn thúc giục phía của do thái là tấn công iran liền nhưng mà joe biden cản trở đâu đừng có đánh đánh đồng joe biden với lại toàn bộ cái đất nước mỹ ông ta nắm quyền hành pháp thôi Do đó đừng có nói là Mỹ cản trở Mà phải nói chính xác là Joe Biden cản trở Ok Rồi tiếp tục à. Anh Phong có nghĩ Thủ tướng Do Thái không chấp nhận lời đề nghị của Biden Và một mình tấn công Iran không Tôi chưa biết tùy theo Giống như tôi nói ngày hôm qua Là Do Thái sẽ cân nhắc Thứ nhất nếu tấn công Thì phải làm cho Iran suy yếu Không đủ sức đe dọa nữa Và thứ hai Cuộc tấn công này nó sẽ mang lại giá trị chính trị như thế nào thì tùy theo sự nhượng bộ của joe biden nhượng bộ tới mức độ nào và sẽ thúc đẩy cái tư thế của do thái trở lại chính trường quốc tế như thế nào thì đó là hai cái mục tiêu của cuộc tấn công này nó lớn hay nó nhỏ nó tùy theo joe biden đưa cái offer gì thì một trong hai offer đó là sẽ ra mặt ngoại giao ủng hộ cho do thái suốt một năm qua ông ta cứ lần thần Ông ta để cho hết nước này tới nước khác lên án Do Thái về tội gọi là vi phạm tội ác chiến tranh. Và ông ta lúc nào cũng cô -bô, bô cái miệng là à, chúng tôi quan tâm tới à, cái à, những thường dân vô tội ở tại giải Gaza. Thì quý vị, lần này ông ta không dám nói những chuyện đó nữa. Lần này ông ta phải đưa ra cái quyết định chính thức. Mà cái quyết định này tôi cho rằng là phía của Joe Biden nằm dưới hạ cơ rồi. Bây giờ cái quyền chủ động nằm trong tay của Netanyahu rồi. Nó sát xa với hồi tháng 4. Tháng 4 thì ông Joe Anh nắm quyền chủ động. Bởi vì tư thế của ông Netanyahu khá thấp. Nhưng nhờ cái vụ mà tấn công liên tục vào Hezbollah. Kể cả nổ những cái pressure và walkie talkie đó. Thì ông Netanyahu đã giành lại quyền chủ động. Thì chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. À... Kỳ này 10 ông Biden thì do Thái cũng sẽ không khe sẽ chơi bất kỳ tất tay kỳ này. Tôi đã nói là do Thái chắc chắn phản ứng. Và ngày mai Bộ trưởng Quốc phòng của do Thái có mặt tại Hoa Kỳ. Ông có mặt tại Hoa Kỳ có nghĩa là ông sẽ báo ông sẽ cho phía ông lo Austin biết ông tấn công như thế nào ra sao. Và giảm mức độ thường dân như thế nào. Và cần sự hỗ trợ gì từ phía Hoa Kỳ. Thì đó là cái mục đích đi của gọi là nó gọi là Urgent 24 Hour Limited tức là giới hạn trong cái chuyến đi khẩn cấp này trong vòng 24 giờ có nghĩa là sau chuyến đi này hoặc trong chuyến đi này là Do Thái sẽ tấn công Iran Sau khi mà ông à, 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 ông bộ trưởng quốc phòng Do Thái có mặt vào ngày mai thì tôi nghĩ sau ngày mai là Do Thái bắt đầu cuộc tấn công đó nhưng mà chưa biết là họ làm một cách nào thôi nha Sau khi tiêu diệt hoàn toàn Hezbollah anh nghĩ mục tiêu kế tiếp là hot Thi không Đúng, mục tiêu kế tiếp là hot thi Nhưng không phải Do Thái Không phải Do Thái Mà là chính Hoa Kỳ Chính Hoa Kỳ và các đồng minh Ở tại vùng biển Hồng Hải Họ có quyết tâm tiêu diệt hot hay không Tại vì Horty thi vẫn bắn các cái hỏa tiễn Và tròn vào các cái tàu thương mại Dân sự ở trên vùng biển Hồng Hải mà Do đó, việc tiêu diệt hot thi Nó lệ thuộc không phải là do Do Thái Mà là Hoa Kỳ Joe Biden có đồng có chấp thuận việc mà gọi là tiêu diệt luôn cả nhóm hay nhóm Hồi để trả lại chính quyền cho Yemen hay không? Nó không lệ thuộc vào do Thái, nó lệ thuộc vào chính quyền Joe Biden, nha. Do Thái mất một năm để triệt tiêu Hamas và nhóm Hezbollah thì nhóm mất bao nhiêu năm? Ông cố nội tôi cũng không biết được. Làm sao tôi biết được là bao nhiêu năm? Bây giờ họ đang tấn công và nhóm Hezbollah, bây giờ họ đòi hỏi ngưng bắn đó thì làm sao tôi biết được bao nhiêu năm và do Thái có dừng lại hay không? Tức là do Thái tấn công kỳ này họ sẽ phá hủy các hạ tầng cơ sở quân sự của Hezbollah ở miền Nam Lebanon buộc các cái nhóm dân quân này rút vào trong các cái sào huyệt của họ ở trong các cái đường núi thay vì họ bây giờ đang quản trị một số khu vực thì buộc họ phải rút vào các cái rùng đường, đường núi giống như lực lượng ISIS vậy thôi nha yeah. rồi tiếp tục nếu Do Thái không có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và phương Tây, anh Phong nghĩ Do Thái một mình đánh bại được không? Ủa, vậy năm 1967, một mình Do Thái đánh bại 6 quốc gia Hồi giáo thì sao? Đâu có ai giúp đâu. Lúc đó Hoa Kỳ cũng đâu có giúp đâu. Lúc đó Hoa Kỳ đang kẹt trong chiến tranh Việt Nam mà. Một mình Do Thái đã đánh bại 6 quốc gia Ả Rập rồi. Bây giờ chỉ có một quốc gia Iran thôi. Quý vị nghĩ là đủ sức không? Đó, do Iran tấn công vào Do Thái thì không được. Nhưng bây giờ nếu Do Thái tấn công vào cái uh, Iran, liệu dàn phòng thủ Iran có chống đỡ nổi hay không? Chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok, xin tử phù là gì? Quý vị lại nghe cái câu chuyện của tôi ngày hôm nay. Xin tử phù là cái ngôn ngữ nằm trong cái tác phẩm của Kim Dung. Tức là cái những cái mầm móng để phát triển ở trong một cái môi trường nào đó ví dụ à, cấy vào cơ thể con người nó sẽ kiểm soát con người và nó sẽ gây ra cái hại cho cơ thể con người còn xin tử phù là tôi dùng tôi dùng cái chữ đó để tôi mượn cái hình ảnh là cho bên cấy những nhân vật có tư tưởng khuynh tả vào khu vực của Trung Đông để phát triển cái uh, tư tưởng khuynh tả ở đó. Chữ sinh tử phù là nó xuất phát từ cái tác phẩm của Kim Dung thôi nha. Nội bộ Iran cũng như nội cám heo hiện tại chia rẽ chưa kể tình báo do Thái hoạt động trong nội bộ Iran. Nếu do Thái tấn công, em tin Iran sẽ sập đổ. Tôi thì chưa thấy nội bộ họ có cái sự chia rẽ. Họ vẫn nằm dưới quyền cai trị của ông Ayatollah và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Nhưng tôi nhìn thấy xã hội Iran đã có sự chia rẽ. Xã hội thôi. Tức là người dân đã chán ngán cái chế độ này rồi. Nhưng họ không đủ sức lật đổ chế độ này và cái bằng chứng là cuộc biểu tình của cô Sasha mani đó cách đây một năm hơn một năm đó khi mà cô bị sát hại trong đồn cảnh sát về cái tội vi phạm tiêu chuẩn đạo đức đó nó đã bùng nổ cuộc biểu tình trên toàn lãnh thổ iran mặc dù chính quyền của iran đàn áp nhưng nó cho thấy cái xã hội iran đã bắt đầu có sự chia rẽ còn trong nội bộ quản cai trị đó thì tôi không thấy nó vẫn theo một cái khuôn phép là tổng thống đi điều hành quốc gia nắm quyền lực thật sự là ông Ayatollah Ali Khamenei và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Tôi không thấy sự chi rẽ trong đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À Saudi Arabia có tận dụng cơ hội này củng cố à, cùng chính quyền dân sự Yemen tấn công họ thì không an phòng khi nhóm Hamas hay đang suy yếu. Saudi Arabia sẽ có hành động nếu phía của Jordan có hành động. Nếu phía Jordan có hành động thì họ sẽ phối hợp tại vì cuộc chiến của họ với Hoti đã diễn ra mấy năm rồi và bị ngưng lại sau khi Joe Biden lên thì vấn đề còn lại là do chính bản thân của Joe Biden có quyết định dứt khoát là sẽ tiêu diệt Hoti hay không tôi không nghĩ ông ta làm chuyện này ông ta vẫn tự chế trong các cái cuộc tấn công vào Hoti ở Germany và ông ta là người đã tháo cái uh, tổ chức này ra khỏi danh sách khủng bố mới được đưa vào, vào trở lại trong thời gian gần đây sau khi mà họ thi có những hành động còn trước đó ông ta đã đưa cái nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố rồi do đó tôi không biết là Joe Biden sẽ có quyết định như thế nào nhưng nó không lệ thuộc vào do Thái nha rồi cuộc chiến xảy ra tại Trung Đông Hoa Kỳ và đồng minh có tham chiến không chú cảm ơn chú vấn đề ở chỗ là tùy thuộc theo cái phản ứng của Iran Hoa Kỳ có tham chiến không nếu họ chỉ giao tranh với phía do Thái thì Hoa Kỳ và đồng minh sẽ không can dự. Họ chỉ đóng vai trò bảo vệ cho lãnh thổ và không phận của Do Thái thôi. Nhưng nếu Iran mà manh nha phong tỏa eo biển Hormuz thì lúc đó Hoa Kỳ và đồng minh sẽ sẽ phản ứng với lại Do Thái, Ê, sẽ phản ứng với lại Iran và họ sẽ chung với uh, Do Thái tấn công Iran. Nếu Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz gây trở ngại cho an ninh hàng hải tại khu vực này thì lúc đó Hoa Kỳ và đồng minh sẽ nhúng vào còn nếu như mà Iran không đụng tới và chỉ lo đối phó với Do Thái thôi thì Hoa Kỳ và đồng minh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của Do Thái không bị tấn công thôi. Chứ họ không can dự cuộc chiến của Do Thái với lại phía Iran. Nha. Vụ vũ khí Do Thái dùng là của Mỹ chính xác không giống như vũ khí của Nga bắn đồng mà nổ bên Tây. Vậy Trung Quốc có dám tấn công Đài Loan? Thứ nhất là quý vị vũ khí của hoa kỳ nói là cung cấp cho do thái nhưng một phần sáng tạo cũng nằm ở do thái do thái có rất nhiều những loại vũ khí mà hoa kỳ mua lại cái bản quyền và cái quyền sản xuất rất nhiều do đó đừng có nói là chỉ là vũ khí của hoa kỳ không mà có sự sáng tạo của do thái nữa nó không giống như trung quốc với đài loan trung quốc thì khoe khoang vũ khí rất là nhiều còn thực chiến thì chúng ta chưa biết cũng giống như iran Iran đó thì cũng khoe khoang rất là nhiều nhưng mà thực chiến thì chúng ta chưa thấy bây giờ họ chỉ lợi dụng các tổ chức vệ tinh của họ để mà thúc, thúc đẩy cái việc gọi là à, tấn công do thái thôi họ chưa ra mặt tấn công bằng lực lượng quân sự chính thức đâu bắn bằng các cái hỏa tiễn thôi do đó chúng ta chưa biết được phải đợi do thái tấn công vào lãnh thổ iran thì cái dàn phòng thủ của iran chúng ta mới biết được khả năng của họ bây giờ do thái chưa tấn công mà Do đó, mình cũng không biết được đợi đến lúc Do Thái tấn công bằng không tập. Lúc đó chúng ta mới biết được cái dàn phòng thủ của Iran nó mạnh hay nó yếu nha. Rồi, à, lính Do Thái rất thiện chiến, đánh Iran sẽ được phần thắng. Tại vì họ đã tiếp cận rất nhiều các cuộc chiến trong suốt từ lúc mà họ lập quốc tới bây giờ. Bao nhiêu thế hệ rồi. Do đó họ có kinh nghiệm còn Iran từ năm 1979 và sau cuộc chiến Iran Iraq ở thập niên 80 ra, Iran đâu có ca đâu có tham dự cuộc chiến nào. Iran chỉ bơm tiền, bơm vũ khí cho các tổ chức vệ tinh của họ thôi. Sau cuộc chiến Iran Iraq ở thập niên 80 thì chúng ta đâu có thấy được lực lượng của họ. Còn do Thái thì chúng ta chứng kiến được rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Do đó, bây giờ hai bên đối địch nhau thì chúng ta chưa biết được phải đợi cái cuộc chiến này xảy ra đã nha. Nhóm Hamas-Hebola họ thì giúp cánh tả có vùng màu xám. Nếu do Thái xử lý cái gốc uh, Iran đồng nghĩa với vùng màu xám biến mất, điều này cánh tả rất lo sợ. Tại vì họ nuôi dưỡng đám lực lượng cánh tả để họ xâm nhập và thay đổi cái uh, uh, cái hệ thống bảo thủ ở toàn bộ Trung Đông. Toàn bộ Trung Đông đều là bảo thủ. Từ Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan cho tới, uh, vương, cho tới uh, Saudi Arabia, Kuwait, tất cả những quốc gia này đều là những quốc gia bảo thủ và họ họ ra sức công phá mấy chục năm nay không thành công họ ra sức công phá mấy chục năm nay không thành thành công rồi do đó quý vị lần này thì nếu như mà phía do thái thành công tiêu diệt được hezbollah thì lúc đó họ thì sẽ trở thành cái điểm nóng và quyết định nằm ở tay joe biden và nếu mà joe biden nhúng vô thì chắc chắn các quốc gia Ả Rập sẽ nhúng vô Vấn đề ở chỗ là chưa bên có dám nhúng vô hay không thôi nha. Rồi tiếp tục. Những leader của Do Thái được đào tạo tại Mỹ hầu hết hầu hết những người dân do những người dân Do Thái. Hầu hết luôn quý vị, tại vì họ từ Mỹ về. Họ là những người sinh sống ở nước Mỹ, họ là công dân Mỹ. Khi mà Do Thái lập quốc thì họ bỏ về Do Thái để lập quốc. Từ lúc mà lúc lập quốc có vài triệu người, bây giờ lên gần 10 triệu bây giờ lên gần 10 triệu thì quý vị thấy rằng là hầu hết cho nên là cái chuyện bình thường thôi cái chuyện bình thường là các uh, lãnh đạo của do thái tốt nghiệp và uh, đã sinh hoạt trong cái giới chính trường của hoa kỳ nha cuộc vận động của ông trump ở các bản tiểu bang chiến trường như thế nào uh, elon musk giúp ông trump nè giáp elon musk giúp được cho ông trump rất là nhiều và cái mức điểm ông đã tăng còn bây giờ vận động thì vẫn đang diễn ra thì quý vị thấy các cuộc thăm dò có nơi thì nói là ông Trump thắng, có nơi thì nói là Kamala Harris gác điểm. thì bây giờ các cuộc thăm dò nó gây rối mù hết rồi. À. quý vị cứ nhìn thực tế vào cử tri. tôi thì tôi dự đoán, hôm trước tôi có nói quý vị là bà bà Kamala Harris có thể thắng ở Wisconsin và có thể ở Nevada. còn các tiểu bang sân bèo Tổng Trăm thắng, ông Trump sẽ thắng ở uh, uh, Arizona, Georgia, North Carolina. Pennsylvania và kể cả Michigan. Thì tôi dự đoán là ông Trump sẽ được khoảng 290 cử tri đoàn. Bà Kamala Harris là 248. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi thôi. Tại vì á, các cái tiểu bang Sunbelt là đứng về phía ông Trump. Pennsylvania, à, North Carolina và Pennsylvania. À, cũng Không phải Pennsylvania mà là Georgia thì đúng hơn. Ở tại Arizona thì à, vấn đề di trú nằm trên hàng đầu. Ông Trump gác điểm. Nhưng khổ một cái ở Arizona, cái phe đảng của John McCain vẫn ra mặt chống ông Trump. Vẫn ra mặt chống ông Trump, thì ông Trump có bị thiệt thòi một chút ở khu vực này. Nhưng mà ông vẫn gác điểm ở khu vực này. Tại vì người dân của Arizona đang quan tâm vấn đề di, di dân, di dân bất hợp pháp. Người dân ở Georgia và ở North Carolina thì họ quan tâm về vấn đề liên quan tới kinh tế. Michigan cũng vậy. Do đó thì tôi dự đoán là bà Kamala Harris có thể thắng ở Wisconsin và Nevada. năm tiểu bang còn lại, ông Trump thắng. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi thôi. Còn bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta phải chờ tới ngày bầu cử mới biết được. Còn các cuộc thăm dò chỉ để chúng ta tham khảo về cái uh, mức ủng hộ cử tri thôi. Chứ đừng có dựa trên con số tham khảo không chính xác. Và ngày hôm nay tôi cũng nói với quý vị luôn, trong cái bài thảo luận đặc biệt của tôi, thì lúc đó tôi có cho quý vị thấy, nó đem cái chính sách kinh tế của ông Tâm ra, nó nói là tốn gấp đôi so với Kamala Harris. Kamala Harris làm nội công quốc gia thêm 3.500 tỷ. Ông trump làm tổn phí thêm 7.500 tỷ. Đó là những đám chuyên gia nó đưa ra đó. Nhưng mà tôi căn cứ trên những cái nhận định của đám chuyên gia năm 2016 là sai bé hết trơn. Và thứ hai, nó chỉ dựa trên cái chính sách giảm thuế chi phí thôi mà nó không dựa trên cái chính sách thu vô, thu tiền bằng cách nào. Thì tôi có cái bài nói chuyện ngày hôm nay trong cái phần thảo luận đặc biệt cho quý vị thấy ông Trump thu tiền bằng cách nào. Và nó không dạ, dẫn tới cái nợ công quốc gia cao hơn. Và nó giảm đi sự thâm thủng của ngân sách của quốc gia luôn. Cái ngân sách điều hành hàng năm đó. Ok. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi. Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.